Bạn ơi, đang bị đói chân đây này. Đấy, chân bên này mới đau. Cái tật thằng ấy kia nữa, nhớ. Tật này, chỗ đùi có cái tật này. Chỗ bị u tật thế này. Này chuyên bị u với tật nha. Tội để mua cái tật này. Ôi, người chụp cái u với tật u bả đậu này, to tướng đó. U cũng chân này đang to này. Ôi, nằm vào, ra nằm vào, chân đang đau ít đi lại thôi.